Cuối cùng thì Mai Mỹ Miều cũng đồng ý lấy mình. Hôm nay chính là ngày cưới của mình đấy các bạn ạ. Mình hạnh phúc lắm. Cậu ơi, cha xứ đến rồi kìa. Tôi hồi hộp quá. Hai con có đồng ý lấy nhau và cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài kiểm tra và đạt được kết quả cao đến cuối đời không? Chúng con đồng ý ạ. Vậy thì bây giờ hai con có thể hôn nhau được rồi. Tốn làm trò gì nhỉ? Giả vơ giả vịt ngủ gật để đòi hôn mình à? Tưởng hôn xanh lanh chanh này mà dễ à? Làm cái gì đấy? Làm tớ giật cả mình. Tại sao mày đáp nhớ? Tại tớ đang ngủ mơ. Tớ mở mắt ra. Mơ cái gì mà mơ với chu anh như này? Tớ đang mơ là tớ lấy Mai Mỹ Miều đấy. Cậu chẳng biết gì phá đám giấc mơ của tớ. Biết đâu tất cả những gì xảy ra chỉ đại Mai Mỹ Miều thôi. Rồi Mai Mỹ Miều đáng ghét, nó sẽ không tha cho cậu đâu. Nhà tớ có rất nhiều người quen ở Thái Lan. Ở Thái Lan nổi tiếng là có rất nhiều bùa phép. Tớ đã xin được một loại bùa phép rất mạnh. Chỉ cần dính phải bùa này là da trên người sẽ đen xì như đít nồi. Lúc đó để xem để xem còn ai thích Mai Mỹ Miều nữa không. Cậu cho tớ kẹo này à? Ăn đi ngon lắm. Để tớ ăn thử một miếng nhá. Ăn nhanh lên. Ăn đi. Mặt Mai Mỹ Miều bây giờ xấu thế, lại còn đen xì nữa. Tớ không thích cậu nữa đâu. Cút đi. Đúng thế, đúng rồi. Mai Mỹ Miều sẽ bị bạn bè xa lánh. Đáng đời đồ đáng ghét. Này bây giờ mình sẽ cầm kẹo này cho Mai Mỹ Miều ăn ngay lập tức. Mai Mỹ Miều ơi, tớ đây. Nhà tớ đi Thái Lan về có cái kẹo ở Thái Lan ngon lắm. Cậu ăn đi, tớ mời cậu đấy. Cậu cho tớ à? Ừ, kẹo ngon lắm, tớ mời tất cả lớp rồi đấy. Vậy tớ ăn luôn nhá. Ăn đi, ngon lắm. Thật đấy. Ăn một cái luôn nhá. Ăn ui, hết nhìn luôn thấy nhá. Ngon rồi. Ừ. Ngon lắm. Ui, vị sô-cô-la. Sô-cô-la ngon lắm. Ăn đi. Đứng lại. Chết rồi. Kẹo mình đưa cho Mai Mỹ Miều mình ăn mất rồi. Cậu có bị sao không? Để tớ gọi cô giáo nhá. Mình đen như đít nồi rồi. Đen như châu Mỹ rồi. Chết rồi. Phải tìm cách
để hóa giải mùa thôi. Đúng là gậy ông lại đập lưng ông rồi. Mình nghe mẹ mình bảo là nếu bây giờ muốn hóa giải bùa phép này thì phải ăn đồ ăn có màu trắng trong vòng 24 giờ thì mặt mới hết đen. Bây giờ mình phải đi mua đồ ăn có màu trắng đây. Các bạn đừng có cười mình nữa. Mình biết là mặt mình vừa đen vừa xấu rồi. Chỉ cần là nhá, mình ăn đồ ăn màu trắng thật chăm chỉ trong vòng 24 giờ là mình sẽ hóa giải được, mình sẽ lại trắng trẻo trở lại, xinh đẹp trở lại thôi. Mà mình mua được rất nhiều đồ ăn màu trắng rồi đấy. Các bạn có muốn xem không? Mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhá. Bữa sáng của mình ngày hôm nay sẽ gồm có một món ăn rất ngon, đó là bánh phô mai. Bánh phô mai nhá. Xong rồi mình ăn cùng với sữa chua nhá. Sữa chua cũng có màu trắng mà, đúng không? Xong rồi nhá, mình ăn với cả thạch dừa nữa nhá. Đấy, các bạn thấy không? Này, bữa sáng của mình toàn màu trắng thôi nhưng mà vẫn rất ngon. Bánh phô mai này thơm lắm. Thơm như là mùi phô mai con bò cưới. Và còn rất là mùi sữa với cả rất là mùi bơ. Thì mình sẽ ăn thử này. Đấy. Ui. Béo ngậy luôn. Bánh rất mềm. Cái lớp phô mai rất dày luôn. Ăn vào ngậy ngậy béo béo mùi sữa. Còn hơi chua chua. Giống như là sữa chua. Tiếp theo mình sẽ ăn món sữa chua. Buổi sáng ăn sữa chua thì rất tốt cho đường tiêu hóa đấy các bạn ạ. Ngon quá, ngon quá. Vị sữa chua này chua nhưng mà cũng thơm mùi sữa. Béo béo. Mùi rất là tự nhiên và nguyên chất luôn. Thạch dừa, thạch dừa. Bạn nào mà cũng thích uống thạch dừa mà ăn thạch dừa giống mình không? Khó bóc quá, mình bóc được có một tí thôi. Ngon quá. Thạch dừa này họ bỏ vào trong nước đường các bạn ạ. Nước đường này thì hơi ngọt nhưng thạch dừa ăn thì rất ngon. Nó thơm. Nó thơm mùi dừa và sần sật dai dai. Ăn như cứ sật 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 trong miệng mình ấy. Thạch dừa này mà ăn với chè thì á, nó tuyệt luôn. Không ngồi luôn. Bữa sáng của mình như vậy là hoàn thành rồi. Mình phải đi soi gương ngay xem là mặt mình đã trắng hơn một tí nào chưa. Mà sao mình không trắng lên một chút nào hết các bạn ạ. Mình lo quá, mình sợ quá. Mình đã không bao giờ hãm hại ai nữa đâu. Sợ lắm rồi ấy. Các bạn cũng thế nhá. Đừng bắt chước mình nữa chưa. Chào các bạn lại đến với bữa trưa của Xanh Anh Tranh. Ngày hôm nay để vượt qua thử thách, mình sẽ ăn bữa trưa bao gồm có một món mà rất quen thuộc nhưng cũng khá lạ lùng với các bạn đấy. Đó là món bánh bao. Đấy, nhưng mà có một món chắc chắn là liên quan đến bánh bao mà các bạn không hề ăn bao giờ. Đó là món bánh bao kẹp. Các bạn thấy không? Bánh bao kẹp này có màu trắng, nhưng mà nó khác là nó là loại kẹp. Để ăn cùng với bánh bao này đương nhiên là mình phải uống nước chứ. Mình sẽ uống nước tăng lực màu trắng. Đấy, các bạn thấy không? Xong rồi mình phải tráng miệng nữa chứ. Mình sẽ tráng miệng bằng cái này đây. Thạch xoài. Đấy. Nên là bánh bao xá xíu thì phải. Ngon quá. Bánh bao xá xíu bên trong toàn là xá xíu không? Cái xá xíu thì các bạn biết rồi. Nó thơm với ngũ vị hương. Xong rồi á, toàn thịt nạc ấy, ăn ngon lắm. Không có nhiều thịt mỡ đâu. Thơm lắm, thơm phức luôn ấy. Mùi xá xíu cực thơm. Bánh này mình biết, bánh này là bánh bao kim sa. Bên trong sẽ là nhân trứng kem hay kem trứng thì đấy, ngon lắm. Đây, nước màu trắng này. Nước này uống hơi lạ.
Ôi, nước này uống chua chua như xê sủi, nhưng mà lại có ga. Cuối cùng, mình sẽ ăn được cái bánh bao kẹp này nhá. Bánh bao kẹp này là cũng có khá xíu, nhưng mà nó còn kẹp thêm cả dưa muối nữa cơ. Không biết là có ngon hay không, mình ăn thử nhá. Ăn lạ quá à. Như là ăn một nồi canh chua vậy. Bởi vì có dưa muối mà mẹ mình toàn nấu dưa muối với canh cá, canh chua ấy. Có cả thì là nữa chứ. Ăn cũng khá là lạ. Nhưng mà về độ ngon thì mình cho 7 điểm thôi. Bởi vì là có dưa muối và mình cứ liên tưởng đến món canh cá chua của mẹ. Chẳng phau luôn. Ngon thật. Mình đánh giá là ngon hơn cả thạch dừa nữa. Nó man mát. Nó không quá dai, mềm mềm. Không biết là da mình đen như thế này, nếu mình rửa mặt có trắng không nhỉ? Mình đã rửa, hôm nay mình đã rửa mặt 10 lần rồi mà mặt mình không trắng lên một tí nào, mà thậm chí còn đen hơn nữa cơ. Vậy là mình xong đời rồi. Không lẽ cả đời mình mặt mình sẽ đen xì này sao? Bây giờ mình phải ăn bữa tiếp theo đây. Chào các bạn đã quay trở lại với bữa tối của mình. Bữa tối ngày hôm nay mình sẽ ăn gồm có phở ăn liền, sau đó mình uống thêm, và cuối cùng là mình ăn một hộp kem dừa. Thế thì đầu tiên mình sẽ nấu cái phở ăn liền này lên để ăn luôn nhé các bạn. Đấy, sợi phở trắng tinh luôn. Ê, mùi thơm. Gia vị và nước dùng khá ngon. Uống thêm một cốc sữa kem, ngon tuyệt. Cuối cùng mình ăn hộp kem sữa dừa này nữa là hoàn thành thử thách rồi. Ăn phở không ăn cam mà ngon tuyệt. Kem sữa dừa vị dừa và còn có cả vụn cùi dừa ngái lắm. Ăn xong từ lâu rồi mà mãi chẳng thấy mặt mình trở về bình thường vậy. Thôi mọi người, nguy quá rồi, nguy quá rồi. Khi nào là mặt mình không trở lại được bình thường hay không? Ôi, may quá rồi các bạn ơi. Mặt mình trở về bình thường rồi. Thành công rồi. Lại tìm cách để hại Mai Mỹ Miều tiếp thôi.